Chị Tắm ơi, em không nói được tụi nó rồi. Chưa bao giờ mà em cảm thấy làm nhân sự lại khó đến như vậy. Chắc là em đi quá. Ừ. Trời ơi, cái đứa nào mà nó chết rồi. Game quái gì mà trong công ty ai cũng đâm đầu vô chơi vậy? Nhất định mình phải tìm hiểu cho ra nhẹ mới được. Trời ơi, cái ông này hèn chi nãy giờ gì cũng thấy rồi, bị tin đâu hết trơn á. Bấm 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 vô lẹ đi nhẹ. Đó. Vô vô. Trời ơi, ao rồi. Trời ơi, vô lại đi. Cho lại cái code mã phòng coi. What? RVL1. Đọc cái nhẹ. Trời ơi. Lên một vô kìa. Ý. Vô. Không phải tôi, chạy đi. Ơi né ra nha, chờ chỗ nào thì chân gian nha. Mắc cười quá, ai thèm nhìn bà đó bà ơi. Ủa vậy đứng sát gì vậy? Mắc cười quá. Sao đứng sau lưng ta? Chị Tâm á. Cái gì vậy? Đang giờ làm việc mà, sao vậy? Ủa đang chơi game hả? Đang chơi trong giờ làm việc, nhưng mà vẫn là giờ làm việc. Đi làm mấy đứa nó nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ bao nhiêu thôi, nhưng mà chơi thoải mái đi. Ê thằng kia, mày anh em nhau không, mày chơi tao sửa đổi chính tả cho mày, mày chơi mày giết tao lần sau. Mày mắc cười quá, mày không giết ai giết hả? Tao muốn mày muốn mày nè. Mày giờ mày phải nha. Không phải sát thủ. Mày không phải sát thủ này. Thôi. Cãi không? Thôi, cái gì vậy? Không phải nó. Nó chết rồi. Mày chơi, mày giết người ta, chơi ai nể? Thôi im đi. Tao chết rồi đó, vừa lòng mày chưa? Tao chết luôn rồi nè. Trời ơi, đang trong giờ làm việc đó mọi người, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, chơi game chim kiếm lại. Ê! Thôi, chết rồi. Nghỉ chơi giùm cái. Đi, ai về làm việc đó đi, giùm cái đi. Mà cọc, mà quạo à. Chơi chi nữa? Chơi 10 ván thua 10 ván chơi chi nữa? Ơi, ao rồi. Trời ơi, vô lại đi. Cho lại cái code mã phòng coi. What? RVL1. Đọc cái gì vậy? Trời ơi. Lên một cái vô rồi kìa. Ý.